Tôi đang chuẩn bị đi một tour Phú Quốc đệ nhất tứ đảo, đảm bảo là sẽ rất chi là hoành tráng. Các bạn đón xem nha. Tôi check in check in. Em Thành Di Phú Quốc. Thành Di Phú Quốc. Đây là tour cực hot nha các bạn nha. Chuẩn bị chiếc cano đây. Đây, chúng tôi sẽ đi cái cano này. Cano này nha. Anh em mình xuống sau cùng nhỉ? Ngồi trước à? Ok, tôi và Thanh Di Phú Quốc đang chuẩn bị ra khơi hả? Ra khơi. Khủng khiếp đấy, cái tour này khủng khiếp đấy. Cano này công suất là 250 mã lực à? Phải chuyển chỗ các bạn ạ, phải nhường chỗ cho phụ nữ và trẻ em. Thì cái vị trí này rất chi là đắc địa. Mới nào mình cứ tưởng ngồi trên là êm. Ờ rồi, như kiểu chơi thú nhún nhỉ. Cảm giác của em thế nào? Phê à? Nói thế thôi các bạn đã đi, cảm giác sung sướng lắm. Mình cứ nghĩ là mình sẽ bị say sóng. Nhưng mà thật sự là cảm giác nó quá mạnh, đâm ra nó át hết cả cái vấn đề kia. Dạ. Đi cano okay. Là bảo đảm là không bị say sóng, không bị say sóng nha các bạn, không phải sợ đâu. Khi nào các bạn có tour thì cứ liên hệ với anh kiểm tra. Thank you.
không biết móng tay móng chân đây. Đứng ở đâu nhìn thấy hay là bay lên trời mới nhìn thấy? Bay trời nhìn xuống cái bãi biển như là cái móng tay à. Thế tí là phải bay thôi đúng không? Dạ. Tí nữa phải bay. À bạn này bạn bảo là móng heo rồi. Các bạn ạ, lên phần móng tay. Trở ra. Tự trở đi chứ, trở đi không bay. Móng tay thì bay. Không cho, không rồi. Không làm được hết. Tại sao đó? Không kịp đâu, bởi vì là... Ok được chưa? Rồi là bước lên đi anh. Em hôm nay em sẽ giao cho anh hướng dẫn viên đoàn luôn đó. Ờ ai có giao cho bạn Phú Quốc này, bạn này này. Ấy. Anh ơi. Hôm nay anh sẽ là hướng dẫn viên của đoàn nhà nha. Mọi người ơi, chừng nào anh này kêu đi là mọi người đi theo anh này nha mọi người. Ờ Thanh Duy Phú Quốc sẽ làm hướng dẫn viên. Ok. Nhưng mà mình sẽ đi đầu. Ok. Có cái cầu tàu đẹp. Cầu này check in được đấy mọi người. 2, 3, 4, 5 vượt 16 km. Ai đi? 2. Ở dưới này là hải sản à? Nước trong lắm các bạn ạ. Nước trong lắm. Đây là hòn móng tay. Hòn móng tay. Móng tay không phải móng chân nhá. Ok, mọi người đi đi. Để đến được bãi biển đẹp, chúng ta phải vượt qua quãng đường khoảng 100m. Nói là 1m mà giờ khoảng 100m rồi. 100m thật sự là nó ngắn mà. 100m thì rất ngắn. Giới thiệu mọi người, đây là hòn móng tay. À, đặt tên hòn móng tay lý do là bãi biển này giống như một cái móng tay vậy. Đây có cây dừa, có cả xích đu này. Bãi biển nước sạch nhở? Không có thời gian để bơi đúng không? Mình có thể thay đồ bơi trong, sau đó mình sẽ di chuyển ra hòn cầm gầy phía trước mặt mình thôi. Tí nữa mình sẽ nắm cái hòn. Vào mùa gió Tây Nam này á thì cano sẽ không đổ được ở bên này. Lý do là sóng lớn, đi lên đi xuống rất là khó khăn, cho nên cano phải đổ ở phía mặt phía sau để cho khách lên xuống cho nó dễ dàng. Hỏi sức check-in trong sóng ảo nha các bạn. Đây hòn móng tay, nước rất trong à. Ê mọi người thấy không, nguyên một đàn cá luôn. Nguyên một đàn cá đang nước luôn. Chúng ta sẽ tắm ở hòn móng tay, thay đồ ở đây. Sau đó chúng ta sẽ ra hòn Mây Gúc. Mây Gúc còn có một bãi đá được đặt tên là Sư Tử Đầu Chim. Tại đó rất có rất nhiều san hô. Tới hơn 17 loài san hô cứng và mềm ạ. Anh nhìn thấy giống con chim đúng không? Dạ, cái ngoài hòn kia không? Dạ đúng rồi. Cái hòn đó đó. Wow. Maldives phiên bản Việt các bạn ạ. Đẹp dã man luôn á. Con này con gì em? Con nhum. Con nhum là con nhím biển à? Nhím biển đấy. Chảy máu tay à? Có sợ ai đấy? Con nhím biển. Nó quạt vô à, chân luôn. Ôi. Anh bắt nó đau lắm. Ôi. Con này nhỏ lắm mà. Con... đâu bị chích à? Đâu xem tay nào. Ồ. Giờ luôn. Ở đó cũng hơi mờ rồi đó. Thôi. Tại vì đâu có lễ nó ra được đó. Ôi. Tự tiêu. Tự tiêu được à? Làm đấy để làm đồ lưu niệm à? À để ăn để ăn. Ok. Chúng ta chuẩn bị đến Sư Tử Sống Một Ngày. Đây chúng ta đang ở đây là hòn
mấy khúc. Ủa bộ dịch là dịch sao tiếng gầm gầy là ông hồng chắc ngang còn gọi là hồng gầm gầy. Dịch sang tiếng Việt là sư tử giáp sát. Dạ, phía trước mình có bãi đá được đặt tên là sư tử giáp sát anh. Sát. Dạ, bên em thì đặt tên là sư tử cổng mặt trời, còn gọi là sư tử đầu chim. Đấy gọi là sẽ là gọi là sư tử chim. Sư tử chim. Hai chim sư tử. Hai chim sư tử. Phê quá đi các bạn ạ. Xuống đi không sao đâu, nhảy đi. Xuống đi. Ok. Đến từ đâu? Mình đến từ Nam Định. Nam Định à? Ok. Chúc các bạn có một chuyến nghỉ thật là vui nhá. Cảm ơn. Ok. Cảm ơn. Bye bye. Thank you.
có nhìn thấy gì không? Thấy gì? San hô có đẹp không? Ngắm tiếp đi nhá. Có một con hà mã đang tiến tới. Cứ bao nhiêu? Bao nhiêu? Mình vừa thu hồi hai cái áo phao về, bơi cũng hơi xa cho nên cũng hơi khá mệt. Nó bị trôi các bạn ạ. Hai anh em tôi đang ở giữa cái biển cả mênh mông. Đây là hòn gì nhỉ? Hòn Dâm Ngang, còn gọi là hòn Gầm Ghì. Hòn Gầm Ghì, hòn Dâm Ngang. Giới thiệu các bạn, đây là hòn Mây Gút Ngoài ạ. Đây là mặt phía sau của hòn Mây Gút Ngoài. Tí xíu đó chúng ta sẽ được ăn trưa ở trong mặt bên kia của hòn Mây Gút. Đây, nước ở đây rất là trong xanh nè. Đây, nước rất là đẹp. Rồi chúng ta sẽ được ăn trưa và nghỉ ngơi ở đây. Đây, ở đây có một bãi biển rất là đẹp. Đây, giới thiệu các bạn, đây là bãi hòn Mây Gút. Hòn Mây Gút Ngoài. Cách đây hơn một tháng ở đây toàn là đá, nhưng mà hiện bây giờ là cát nó bồi lên. Cát bồi lên, rất là nhiều cát à, thành một bãi tắm rất là đẹp. Đây là nhà hàng của bà Chúa Đảo tên bà Bảy Yên. Đây. Hiện giờ bà đã 96 tuổi rồi, vẫn còn sống. Bãi đẹp không chị? Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Đây. Chào các bạn. Nước đây rất là trong ạ. Rất là trong xanh. Hello. À, sống tới, sống tới. Nước rất là trong các bạn ạ. Okay. Okay. Đeo quả kính lần đầu tiên tôi sẽ đeo cả kính nặng. Dạ, có bơi
có em với anh ở đây rồi, chị ở bờ đi. Nói thế thôi chị ơi, chị đứng ra ngoài chị ạ. Rồi anh bơi anh. Máy đang thử sức bơi ra cái đảo ngoài kia, nhưng mà chắc nữa đường quay về rồi. Nếu mà về lý thuyết là bơi được, nhưng mà còn phải đi chơi các điểm khác nữa. Đúng rồi. Còn đi thêm một đảo nữa cho nên không thể nào bơi được. Bơi lai dai thì đây ra đến khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Dạ. Bơi về 1 tiếng nữa thì không ai chờ được. Cho nên bây giờ anh em tôi sẽ lên để đi các điểm khác. Ok. Ok. Let's go. Đây, đi ra bãi đầu cano không? Cầu này làm hơi bị ấy nhỉ, bị trong chân đấy. Rất nhiều cano các bạn ạ. Bé, ủa hả? Sao mày thấy cảm giác mạnh quá vậy? Nhưng mà rồi ra sao nhanh, thở cano ra là kéo ra nhanh, đỡ ra đi, đỡ ra đi. Tạm biệt Hùng mấy gốc ngoài. Mình sẽ ghé công viên san hô. Ở đây có chương trình là đi bộ dưới đáy đại dương. Rồi sáng anh lái cano có giới thiệu rồi. Có chuẩn bị sẵn là mình không câu mình có thể thả mồi. Thả mồi xuống cho thế anh không anh bơi được không?
Được. Nhưng có sợ nó đớp không? Cái nào lòng hồng nhớ giữ cho kỹ đó, mấy nó đớp mắt. Ok. Hiểu rồi. Đã hiểu. Tôi đẩy đang mệt lắm đây. Thực ra cá này nó ăn tạp mồi kinh lắm ấy. Anh lênh đênh mười mấy ngày ở trên mặt biển này, các chị văn công các thứ đứng không nổi, cứ nằm này này. Bộ đội là lau mặt bón cơm đủ các kiểu, đủ các kiểu luôn. Trường Sa mà anh nhỉ, Trường Sa mà. Một em cano đang tiến lại đón mọi người. Xin giới thiệu với các bạn, đây là cướp biển Caribe Phú Quốc. Caribe Phú Quốc. Đã về đến cảng rồi. Rồi, tất cả luôn các bạn ạ. Sau một chuyến đi hành trình dài lâu. Rồi, bước lên anh ơi. Rồi. Rồi, gia đình mình di chuyển từ người lên đây, gia đình tại sao nó dạng chút. Có vẻ trồng chảnh đó. Ok, cảm ơn nhé. Úi sổ ơi, sao chân mình ngắn vậy? Đâu? Gặp anh ấy. Đâu rồi, giày đâu rồi? Giày dưới kia. Sao tí sẽ xuống lấy. Dạ, đấy đây. Em cứ lấy ra. Chào các bạn. Bên công ty mình chuyên cái tour lặn ngắm san hô như thế này, đặt tên là Phú Quốc Đệ Nhất Tứ Đảo. Dạ. Các bạn nào có nhu cầu đi lặn biển như thế này, liên hệ với mình, cái số điện thoại mình được để dưới video này.